Sao rồi hả bà? Sáng nay rồi nó có chịu ăn uống thuốc men gì không? Ăn uống cái gì? Tôi đem vô tới nơi hả? Nó còn đổ tùm lum hết trơn kìa. Bởi vậy tôi mệt quá tôi mới đi ra đây. Con gái gì đâu mà hung dữ rồi bướng bỉnh. Nói ngọt cũng không nghe. Nói cái gì đó cũng không chịu nghe hết nữa là sao? Ôi, bướng bỉnh cái gì thì cũng phải chịu. Thấy không? Đó, nó vốn từ hồi nhỏ thể chất nó đã yếu đuối rồi. Cho nên mình phải thương yêu chiều chuộng nó bà ơi. Bà có nhớ nó là cái gì của mình không? Nó là báu vật của nhà mình. Sao tôi không nhớ được? Bởi vậy cho nên mình mới cưng chiều nó, cho nên nó mới như vậy. Ừ. Ông ơi, tôi có mời cái ông lương y họ Lý này nè. Ở trên á, chợ huyện xuống rồi, ổng khám bệnh cho nó đó. Vậy hả? Ừ. Rồi nãy giờ khám chưa rồi ổng nói sao? Chứ tôi thấy 3-4 ông tới đây rồi lắc đầu chạy hết rồi đó nghe. Hồi nãy ổng tới đây á, thì nó còn ngủ. Ừ. Cho nên tôi kêu nó dậy, chắc giờ ổng đang khám bệnh cho nó ở trong đó đó. Tôi nói bà nghe nha. Tôi cầu trời cẩn Phật cho kỳ này ông thần y này á, ông chữa cho nó hết bệnh giùm. Cảm ơn trời Phật. Bà ơi, da nào cũng phải ráng trị cho con. Nó hồi nhỏ đó đã bị tim rồi, để bây giờ nó tái phát, nó giận dữ mà nó tái phát lại là chết đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết rồi. Chuyện gì ai chết? Không sao, không phải. Ai bực dọc đập phá tùm lum đồ không á? Cái đầu con bị chảy máu rồi nè. Thầy ơi thầy có khám bệnh rồi, thầy có bổ thuốc cho con tôi không thầy? Thuốc cái gì mà thuốc? Người ta vô khám bệnh á, nói người ta sầm sỡ. Hồi khác á, cái chén nước đóng vô mặt. May mà tôi tránh kịp á, không tu được đuôi mắt luôn rồi. Mà trả ngàn vàng á, tôi cũng không thèm làm nữa. Thầy ơi thầy, nhưng mà rồi nó bệnh gì thầy có biết không thầy? Là tâm bệnh đó. Thằng Dược cũng không chữa được đâu. Tâm bệnh hả? Nhà ngu nói ai tâm bệnh? Tâm bệnh thì bị điên rồi. Con gái nghỉ chân con. Dạ, ba ba. Trễ rồi, sao bác chưa về nữa? Thì tính vô rừng săn, nhưng mà đau chân quá, ngồi nghỉ một chút. Ủa, ba bị sao vậy? Không sao, nó chặt một chút thôi à, không sao đâu con. Dạ, ba bớt đau chưa? Bớt rồi, đỡ rồi. Ba nè, rồi ba tuổi già rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi, đi vào rừng chi cho cực khổ vậy nè. Ba tham công tiếc việc quá à. Có gì đâu, ở nhà nó buồn, đi săn cho nó khuây khỏa vậy mà con. Ba ơi, chừng ba đau vậy mà cũng trễ rồi, thôi để con cõng ba về nha ba. Đâu có được, con còn mấy hai bó củi nữa. Dạ không sao đâu, con cõng ba về rồi con trở lại con lấy củi sau cũng được. Con đúng là một chàng thanh niên tốt bụng à. Dạ. Ai sau này làm vợ con chắc là hạnh phúc lắm á nha. Dạ con mồ côi, con nghèo nữa, ai mà chịu con bá. Gì ngẩn ngơ vậy con? Bị hốt hồn mà hả? Dạ. À, đó là Thể Loan, con của ông Bá Hộ á. Trời ơi, tiểu thơ khoe cát đó nghe, lá ngọc cành vàng á. Con đừng có mơ tưởng diễn vong nghe chưa. Nè, mà nói thêm cho con biết nghe. Hách dịch, kiêu căng, mà lại nhẫn tâm nữa. Dạ con biết rồi bá. Con cũng không dám trèo cao đâu. Bá đừng có lo. Nhưng mà người gì mà đẹp như trong tranh vậy bá? Đẹp thiệt. Thôi nghe. Thôi mình về bác. Đây.
Dạ, 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 thưa thầy, dạ sao rồi thầy? Dạ. Hai người may mắn lắm đó, nghe chưa? Dạ, sao dạ thầy? Được nữ thần giữ của đầu thai làm con gái. Dạ. Như vậy rất là may mắn. Dạ. Nữ này còn ở đây thì của còn. Dạ. Nữ này mà ra đi thì của cũng đi ra luôn. Ha? Tán gia bại sản đó nghe chưa? Trời đất ơi, dạ, dạ thưa thầy, dạ hồi mới đẻ nó ra, mới sanh nó ra, tôi đi bấm số tử vi, dạ cũng biết vậy rồi. Dạ, dạ thưa thầy, mới đẻ nó tới ra tới giờ đó ngăn là tiền vô như nước, dạ, vào lương tới bây giờ đó thầy. Dạ đúng đó. Đó, bởi vậy ta dặn, phải lo cung phụng nữ này cho nó hết mực, nghe chưa? Dạ. Dạ. Đừng để cho nữ buồn, dạ, nữ giận, nữ bỏ đi, dạ, là tán gia bại sản. Dạ, dạ, dạ thưa thầy, dạ tôi biết vậy rồi, nhưng mà sao có lúc này tánh tình nó kỳ quá thầy. Kỳ là sao? Dạ thì dạ thì nó kỳ như vậy nè, là bây giờ nó nóng, nó bực, ai nói gì nó cũng gây, rồi cái nó bướng bỉnh khó chịu lắm. Bỏ ăn bỏ dạ ngủ. nó bỏ ăn bỏ ngủ luôn đó thầy. Không có bệnh gì hết à? Dạ, dạ. Rõ ràng là đầu hai thứ tóc mà không hiểu gì hết. Dạ sao? Nữ này đã đến tuổi cập kê mà âm dương không có hòa hợp thì đương nhiên phải cáu gắt, phải nóng giận, phải kỳ cục như vậy chứ sao? Dạ thưa thầy. Hiểu chưa? Dạ, dạ âm dương... Âm dương hòa hợp. Hòa hợp như vậy không lẽ là... À, không hiểu gì hết trơn á. Tôi hiểu rồi đó, thầy nói tôi hiểu rồi đó. Sao? Tức là con gái mình nó đã lớn rồi, ông phải cho nó ra ngoài, nó giao tiếp với người ta, phải không? Ông cứ nhốt nó trong nhà hoài thì làm sao nó có được cái người tâm đầu ý hợp với nó? Đúng, 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 đúng. Nữ này nói đúng. Dạ. Nữ này hiểu rồi. Dạ. Vậy bây giờ hiểu chưa? Dạ hiểu, dạ, rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi thì ta đi. Dạ. Nha, ta còn đi làm lễ chỗ khác nữa. Dạ. Dạ. Dạ, dạ thầy về. Dạ. Dạ thầy về. Con gái, ê, 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 cô đừng có giận mà con. Thôi, con à, vừa con ở đây là con không chịu lấy chồng đâu. Con không bao giờ chịu đồng ý làm vợ của thằng nào hết á. Trời ơi con ơi, gái lớn thì phải lấy chồng đó là chuyện bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu con. Đúng rồi con. À, thì ra là vậy, cha mẹ không còn thương con nữa, cho nên là cha mẹ cho con lấy chồng để mà ra con đi miền xuôi chứ gì. Không phải đâu, cha mẹ thương con lắm, ôi thương nhiều lắm, thương con. Con gái ơi, bây giờ mẹ nói với con vậy nè, mẹ sẽ kiếm một người thiệt là đẹp trai ha, đem về đây rồi mình bắt rễ đường phải không ông? À đúng rồi đó, cha sẽ tìm một trang nam tử là thiệt là khỏe mạnh, đẹp trai về đây để bầu bạn với con. Cha không cho nó đem con đi đâu hết. Cha mẹ thôi đi, làm gì bây giờ có cái chuyện nào mà ai chịu ở rễ chứ. Sao không có con? Trời ơi, nhà mình giàu mà. Đúng rồi. Mình chỉ cần hô lên một tiếng xem thiếu gì người ở nhà đi, họ làm rễ con. Ờ, mấy thằng nghèo khổ tư cô vô thân đó, miễn là nó thương con gái của ta là được rồi. Được không? Nghe con. Không. Sao vậy? Nè nè con ơi, con ơi, nè, nước ngon quá, uống một miếng đi cho nó hạ quả đi con, cho nó mát ruột mát gan con nghe con. Nhân con, mát uống đi lòng con. Mát dạ. Uống đi con, uống đi, uống đi cho nó hạ xuống đi, đừng có giận nữa nha con. Giận nó không có được đẹp, đúng không con? Phải không không? Đừng giận nữa nha con. Thôi được, con đồng ý. Nhưng mà sẽ với một điều kiện. Rồi nói đi cha nghe hết. Khi cả hai trở thành phu thê với nhau rồi. Ừ, sao? Thì một trong hai người, nếu người nào chết trước thì người kia phải được chôn sống cùng với người đó. Cha, bây giờ cha phải lập tức đi xây hầm mộ cho con. Ừ. Để chứng minh là lời nguyền của con không phải là nói chơi. Ừ, rồi, cha sẽ làm, cha sẽ làm. Để coi thằng nào dám. Dạ thưa thầy, dạ tiểu nữ nó ngang ngược lắm, nó không chịu xuất giá cho nên mới bày ra cái quỷ kế như vậy. Thầy ơi, tôi sợ không ai dám lấy nó nữa thầy ơi. Thầy à, con gái của tôi nó lấy mạng người ra nó đùa cợt. Dạ. Bởi vậy bây giờ dù có trát vàng đầy đường đi cũng ai dám tới hỏi nó đâu thầy à. Dạ. Không sao,
Hai người cứ đúng theo ý của nữ đi. Dạ. Ắt nhân duyên sẽ đến. Đúng theo ý của nó là sao hả thầy? Như ta đã nói, nữ này là nữ thần chữ của, đầu thai làm con gái của hai người. Dạ. Nên mạng số khó đoán trước được lắm. Dạ. Ừ. Có thể ra đi bất cứ lúc nào đó. Ê, trời ơi, bà ơi. Như vậy? Nếu mà nữ này từ giả cõi đời trước mà có một nam được chôn sống đi theo. Dạ. Thì cái hồn đó sẽ theo níu giữ cái hồn của nữ, ở lại mà giữ của cho hai người. Như vậy thì có phải là việc giữ quá lành không? À, thì ra là vậy. Nhưng mà thầy ơi, không lẽ mạng của con tôi nó đoạn mạng sớm tới như vậy sao thầy? Dạ, không lẽ vậy á thầy. Thiên cơ bất khả lộ. Trời ơi, chưa có ai chiêu phu mà ác như tiểu thơ của nhà Thái này. Ừ, đúng rồi đó. Đúng rồi, cái gì mà lời nguyền, chết thì chết một mình thôi, tự nhiên đem theo người ta chôn sống là sao? Đúng không? Kỳ thiệt, ghê quá. Ờ, đúng á, là dân có tiền á, nên bày vẽ lắm chuyện quan đường. Ừ. Thấy luôn. Gì ngẩn ngơ vậy con? Bị hốc hồn mà hả? À, đó là Thể Loan, con của ông Bá Hộ á. Trời ơi, tiểu thơ khoe cát đó nghe, lá ngọc cành vàng á. Con à, đừng có mơ tưởng diễn vong nghe chưa. Là cô gái này. Sự muốn làm thể ta đã đọc kỹ điều kiện chưa? Dạ thưa lão gia, con đã đọc kỹ rồi. Ừ. Con thấy điều kiện này chẳng có gì quan trọng. Ừ? Bởi khi người mình yêu thương nhất mà chết đi thì mình sống một mình đâu có ý nghĩa gì nữa. Cậu thành thật yêu con gái tôi à? Dạ, tuy chỉ mới lần đầu gặp tiểu thư nhưng tiểu nhân đã đem lòng tương tư rồi. Kiếp này mà lấy được nàng thì tiểu nhân chẳng mong gì hơn à. Nhưng mà cậu tứ cố vô thân, nghèo khó. Dạ, con cả gan cầu thân vì thấy lão gia đồng ý. Ý là lão gia không tính toán gì hết. Tôi thấy chàng trai này cũng chân thành lắm đó. Ừ. Chẳng phải mình muốn một cái người rể, nghĩa là khỏe mạnh và hiền lành phải không? Công nhận nhà ngươi gan thiệt đó. Bộ ngươi không sợ bị chôn sống hả? Ta không sợ, vì nàng cũng chẳng sợ mà. Chẳng phải nàng sẽ chết theo nếu như ta chết trước sao? Ừ, thì đúng rồi, vì ta quy ước như vậy mà. Con nè, ta thấy chàng trai này đã chấp nhận điều kiện của con. Con thấy sao? Thấy cái gì nữa, cha mẹ đã bằng lòng rồi thì còn ý kiến gì nữa. Được thôi, nhưng mà cha. Ừ? Cha phải xây xong cái phần mộ trước khi mà đến lễ thành hôn đó nha. Còn ngươi ký vô tờ đi. Được, dạ cảm ơn lão gia. Cảm ơn lão gia. Ê, người làm gì có vẻ tức giận vậy? Bông hoa lại cấm bà cất câu. Hắn ta có hơn chúng ta cái gì đâu, bày đặt kèo cao. Vậy sao ngươi không vào trong xin làm rể luôn đi? Trời thiệt. Liên quan gì đến nhà ngươi?
chẳng qua là ngươi sợ bị chôn sống. Đúng là cái đồ chết nhát. Im đi. Em tên gì? Làm ở đây lâu chưa? Dạ, con tên là Nhất. Con làm ở đây từ lúc 12 tuổi. Giờ cũng được 10 năm rồi đó cậu. Công việc ở đây có nặng nhọc lắm không? Ta thấy chú em cứ lây hoay từ trong bếp rồi ra sau giường. Thôi để ta phụ một tay chắc. Thôi cậu. Được rồi cậu, con làm riết quen rồi. Cậu đừng có phụ, con cảm ơn cậu. À, hình như còn một chú em nữa thì phải. À, dạ, thằng đó tên Nhị. Nó làm ở nhà trên đó cậu. Nó hay chạy mấy công việc lặt vặt bên ngoài á mà lỗi ra sai. Ê, nó đang về rồi cậu. Nhảy, nhảy. Lại chờ cậu 2 tiếng mày. Chào cậu. Ta mới về đây nên còn nhiều bỡ ngỡ. Cũng may là có hai chú em ở đây cùng trang lứa nên cũng dễ trò chuyện. Dạ. Con thấy có gì đâu mà trò chuyện. Cậu hai, kệ nó đi. Cái thằng đó tính nó lầm lầm lì lì từ xưa đến nay rồi. Cậu đừng có quan tâm. Dạ, con làm gì tiếp đi cậu hai. Dạ. Đằng à, ở đây cảnh đẹp quá. Đại có thích không? Có gì đâu thích. Toàn là cây cối, lá, tùm lum tà la. Chán muốn chết. Vậy bây giờ nàng thích gì? Ta sẽ chiều theo nàng. Ta muốn chàng phải làm con thỏ cho ta coi. À, ở đây hả? À, ở đây sao làm được? Sao để về nhà đi ta làm cho. Không, ta muốn chàng làm ở đây à. Chàng mà không làm hả? Ta cắn lưỡi chết cho chàng vừa lòng. Được, ta làm đi. Ta làm đi. Con thỏ phải không? Con thỏ. Con thỏ. Con khỉ đây, con khỉ. Con khỉ. Nàng ơi, nàng. Tiểu thơ, mình. Tiểu thơ, mình. Tiểu thơ, mình sao vậy mình? Mình sao đang vui mà tiểu thơ làm mệt vậy? Mình ơi, tiểu thơ, tiểu thơ, mình, tiểu thơ, tỉnh dậy đi mình, tiểu thơ, mở mắt lên đi mình, mình. Thưa ông bà, bệnh của tiểu thơ vô phương cứu chữa. Tôi xin phép. Thầy làm ơn thầy ráng thầy cứu giùm con tôi đi thầy. Thầy ơi, thầy luôn, con muốn nói gì con. Con à, con. Thầy luôn. Trời ơi, con tôi. Ông ơi. Mình ơi, thầy ơi, con mình ơi. Thầy luôn. Mình ơi. Mình ơi. Con ơi. Mình ơi, mình. Con. Mình ơi. Ta đã qua đời, cũng chính là lúc ngươi phải thực hiện theo đúng lời cam kết. Dạ thưa nhà phụ, con xin cam tâm tình nguyện chết theo vợ. Con không muốn nàng một mình bơ vơ nơi địa phủ đâu ạ. Con đúng là cười con nghĩa khí. Cho dù không có ký cam kết trước đây thì con cũng nguyện đi theo vợ con để trọn tình trọn nghĩa ạ.
Giờ anh Thương đâu? Dạ, ông kêu con. Đã chuẩn bị hầm mộ xong chưa? Dạ xong rồi thưa ông. Nè, đem cho một nồi cơm, một tô nước cho Hiền tới ăn cho no, rồi nó đi theo con ta. Dạ thưa bà. Ngươi đừng quá bi lụy. Ta biết trước là sẽ có ngày này mà. Trước sau gì cậu cũng theo mợ thôi, không quá ba ngày đâu. Cậu, con không đành lòng nhìn cậu nhích dần chết mòn trong này. Cậu ai? Thôi, đi ra ngoài để cho cậu chọn tình chọn nghĩa với mợ. Đi. Cậu. Đi. Đã ba ngày rồi đó bà. Hồi nãy tôi đi qua đi lại trước hầm mộ, thấy vẫn im ru à. Như vậy là Hiền Tế đã gặp mặt con gái mình rồi phải không ông? À, vậy chắc là êm xuôi rồi đó. Thôi bà sai gia nhân làm mâm cơm cúng tạ cho nó đi. Tôi hiểu rồi. Mày đừng tưởng tao không có sức. Nó chết rồi. Không sao đâu mày. Mình đừng sợ nha. Mệt quá rồi, qua mắt không? Chết. Con rắn kia đã vào cứu bạn mình bằng ba chiếc lá này. Con rắn đã hồi sinh. Không, đây không phải là lá bình thường, mà lá thần rắn hồi sinh. Hay là ta dùng ba chiếc lá này để thử một lần xem hiện thế ta có được hồi sinh hay không. Đúng rồi. Tỉnh dậy đi hả? Dạ ơi! Dạ! Nàng tỉnh rồi! Cảm ơn thần linh! Nàng tỉnh rồi! Tao mừng quá nàng ơi! Tao mừng quá! Sao tao được sống? Chắc nàng chưa tới số, nên Diêm Vương trả về thôi. Không, mình không nên ở đây. Mình phải ra ngoài liền. Mình phải sống, mình phải ra. Đi, đi nè. Có ai nghe thấy không? Mở cửa. Mở cửa đi. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Nhất ơi, mở cửa đi. Nhị, mở cửa. Mày mau đi kêu lão gia đi. Tao nghe có tiếng kêu mở cửa kìa. Mày bình tĩnh lại coi. Mày làm gì bà Hải lên vậy? Thì hắn ta bị nhốt trong hầm mộ, chịu đựng không được, cho nên bây giờ kêu thả ra chứ gì. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Nhất ơi, mở cửa đi. Nhanh đi Nhị. Thôi,
Mày cầm đi, tao đi kêu cho. Ê, ê, nè, 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 ê. Cũng tự nhà ngươi chuốc lấy thôi, kêu cứu cái gì? Ông bà, cái gì mà on son? Có ai nghe thấy không? Có tiếng người không ơi? Trời ơi, có tiếng người thiệt đó không ơi? Phải không? Mẫn à, Mẫn à, tự ngươi đã chấp nhận chết theo cô gái của ta, bây giờ còn kêu hú cái gì nữa chứ, hả? Nhà phụ, vợ con đã tỉnh dậy rồi, làm ơn mở cửa đi. Mở cửa. Mày nói láo, con gái tao hả, đã chết từ chân tay tao 3 ngày rồi nè, làm gì có chuyện đó? Làm sao mà có chuyện đó? Dạ là nhờ ba lá rắn, vợ con đã hồi sinh. Thiền Thế, nặng lên tiếng đi. Trời ơi, mẹ ơi. Hả? Ừ, cô gái mình đó. Đúng rồi bà ơi, tiếng của tiểu thư đó bà. Đúng rồi, tiếng của cô gái mình á. Để nghe kỹ còn phải không? Cha ơi, mẹ ơi, con đói quá. Thì vô lý quá. Coi chừng đó là tiếng của người chết đó, chứ không phải người sống đâu. Cha ơi, mẹ ơi. Ông ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây. Ông ơi, ông mở cửa đại đi, cứu con mình lẹ đi, mau. Con gái, ông ơi, đúng là con của mình nó sống lại rồi, ông ơi. Cậu ai, là không hả? Cậu ơi. Này, mày chạy đi kêu lương y tới đây, chẩn mạch thốt thuốc bổ cho cô hai mày lẹ đi. Dạ. Bỏ thằng nhất. Dạ. Mày chạy vô hầm mộ, mày lấy tất cả nữ trang của cô hai đem về phòng cho nó mau. Dạ, đi. Dạ. Hiền tới, con mau đưa vợ con về phòng lẹ đi con. Dạ. Đi con. Đây làm gì cây cối mà sao có 3 cái lá này trời? Hồi nãy nghe cậu hai nói nhờ có 3 cái lá thần gì đó, không lẽ 3 lá này? Thôi kệ, bây giờ lượm vô cắt trước đi, lát ra ngoài hỏi cậu hai sao cũng được. Mà chắc cậu hai bị sản hay sao á, lá này mà lá thần gì trời. Dạ đúng là sự thật, con không dám nói sai nửa lời. Chỉ nhờ 3 chiếc lá mà con rắn thai vào giúp vợ con cải tử hoàn sinh. Ủa, ta có thấy chiếc lá nào đâu kìa. Mà tôi cũng đã cho người quét dọn rồi, đâu có thấy gì đâu. Có lẽ đó, là sau khi cứu mạng con gái mình rồi đó, thì ơn trên thu hồi lại đó ông. Dạ, con cũng không để ý nữa. Lúc đó vợ con được hồi sinh, con mừng quá con quýnh lên. Con chỉ lo đập cửa để thoát ra ngoài thôi. Con cũng không biết 3 chiếc lá biến đi đâu mất nữa. Thôi, miễn con gái ta sống lại là tốt rồi. Bà nhìn coi nè. Con gái đâu? Ra cha ngắm một chút coi nào. Nè, đứng đây cha ngắm một chút coi nè. Sao? Con gái của cha còn mệt không? Còn đau chỗ nào trên người không hả? Ây, trời ơi! Ông nhìn con gái của ông đi. Thấy không? Mặt ngoài nó hồng hào, nó đẹp còn hơn lúc trước nữa đó, thấy không? Trời ơi, con cảm ơn trời Phật đã ban cho con cái đại phước này. Nhờ con phước lớn mạng lớn chứ bộ. Sao con lại nói như vậy? Cũng nhờ chồng con có tâm, nó giữ thi thể của con lại, cho nên mới tìm được thuốc hồi sinh. Vậy mà còn không mau cảm ơn người ta đi. Đúng là giờ hiện thế, ta vô cùng cảm kích. Cái gì chứ? Không phải nhờ con cơ chồng cùng chôn sống thì làm sao chồng con tìm được 3 lá rắn? Cái tật bướng bỉnh, chết đi sống lại cũng không bỏ. Con đừng có buồn. Dạ, nhà phụ đừng bận tâm. Dạ con nói cũng phải, con chỉ nhờ may mắn thôi.
Mời ông bà dùng trà. Dạ, con mời ạ. Ta đang đọc sách. Kinh thành sắp mở khoa thi. Tất cả các sĩ tử sẽ tụ hội về để thi thố. Ta nhất định lần này sẽ không để lỡ và đem hỷ dinh về cho gia đình và nàng được nở mày nở mặt. Chuyện thi cử còn dài lắm. Bây giờ chàng lo ngủ sớm để có sức khỏe nha. Không được đâu nàng. Thời gian có vậy chứ cho nhanh như cách. Ta phải ôn thi bây giờ thì mới kịp. Chàng ơi, thiếp thấy khó ngủ quá à. Hay là chàng vô đấm lưng cho thiếp đi. Không được đâu nè. Ta phải thức suốt đêm nay để ôn xong chương này thì mới kịp. Nàng à, ta đọc sách nàng không ngủ được à? Vậy tay ra ngoài nhờ ánh trăng cũng được. À, cậu, con nghe ông nói á là cậu cứu mợ sống dậy bằng ba chiếc lá thằng rắn hả? Đúng rồi. Ba chiếc lá do thằng rắn mang vô cho ta. Nhưng mà tiếc quá, bây giờ không biết nó rớt ở đâu rồi. Này, cậu. Thấy ba chiếc lá này không cậu? Đúng rồi. Cứ tìm ở đâu vậy? Dạ, lúc con lau dọn hầm mộ á, con thấy nó nằm trên đất á. Mà con nghĩ á, trong hầm mộ này làm gì có cây cối mọc. Nên tự nhiên có ba chiếc lá này con thấy sinh nghi, nên con đem lụm bỏ vô túi cách để hôm nào gặp con hỏi cậu nè. May mắn quá. Chắc ba chiếc lá này còn hữu dụng cho một ai đó. Thế kìa cậu. Vậy thôi con trả cho cậu đó. Thôi, lộc trời cho ai nấy hưởng. Ta đã dùng một lần để cứu tiểu thơ rồi, nay cũng không nên tham lam. Người hãy giữ bên mình làm vợ khổ thân đi. Con hả cậu? Cậu cho con hả? Thiệt hả cậu? Thiệt. Nhớ nè, bí mật nha. Dạ, dạ. Con cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Hôm nay trời đẹp quá hả tiểu thư? Ta thấy có đẹp gì đâu. Tiểu thư có nghe tiếng chim hót không? Lãng nhất. Tiểu thư có khát nước không? Nhà ngươi nói nhiều quá rồi đó. Mau kiếm chỗ cho ta nghỉ đi. Dạ. Ngồi đây này tiểu thư.
Tiểu thư cẩn thận con rắn. Quyển sách mà có thấy quyển Xuân Hạ đâu không? Sách của chàng sao thích biết? Kỳ vậy ta? Ta mới đọc liêm qua mà. Đúng lý ra tôi đã là chồng của tiểu thư chứ không phải cái tên đó. Ai biểu nhà ngươi chậm một bước làm chi? Bây giờ phải tính sao đây? Nghĩ tới cái cảnh ở chung nhà mà hắn ta cứ tò tò sau lưng rồi gặp mặt nhau hàng ngày, tôi thấy nói sao đó rất là khó chịu. Phải có cách nào chứ. Cách gì à? Ta nghĩ nhị muốn đánh thì nhị đánh, nhị muốn giết thì nhị giết. Có thật là muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết không? Nhị có gan thì nhị làm đi. Hắn ta hiền lành, khờ khạo, dễ dụ. Ta nói gì hắn cũng nghe. Ta tính như vậy. Phụ Nhật Mẫu, hôm nay tiết trời đẹp, con xin được đưa hiền thê con đi du sơn ngoạn thủy ạ. Vậy sao? Khải Loan à? Dạ. Không mấy khi á được đi ra ngoài với phu quân. Con nhớ đừng có gây sự với nó, phải giữ thể diện cho chồng nha con. Nói hoài à mà nó có chịu nghe đâu. Con à, đừng có chiều nó quá mà nó sinh hư nghe chưa. Dạ con không sao. Miễn hiền thê con vui là con vui rồi. Muốn ta vui thật sao? Lát nữa rồi sẽ biết. Nhị à? Dạ.
Dạ mở rồi. Đi chung với cậu mợ đi, để có gì cậu mợ say giặt. Dạ. Dạ tụi con xin phép. Uống trà đi ông. Đàn ơi. Hả? Nơi này thật là an nhàn và trong lành. Đàn có thích không? Ở đây rất là trong lành và yên ắng. Đặc biệt là không một ai biết hết. Nhị ơi, sao đây? Nhị ơi. Coi. Trời ơi. Anh ta chết rồi. Chết rồi. Ê, giờ sao đi? Hắn chết rồi. Hắn chết rồi. Bình tĩnh. Điều duy nhất bây giờ là chúng ta lôi xác hắn quăng ở bờ suối, rồi tạo ra một cái chết y như vô tình vậy đó, rồi về nói cho mọi người biết. Nàng phải bình tĩnh, vì đây là ý định của chúng ta. Kể từ bây giờ nàng không còn là hiền thê của hắn nữa. Chúng ta sẽ được sống bên nhau, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Bây giờ nghe lời ta, lôi xác hắn quăng xuống suối. Đừng để lên, lôi phụ ta. Cô hai tụi cần thôi. Mẹ ơi. Trời ơi. Con gái. Trời ơi sao mình mấy con ướt trơn vậy nè. Có chuyện gì vậy? Ông ơi. Cái gì? Ông la ông coi con gái ông đi nè. Sao chuyện gì vậy con? Chuyện gì nói cho mẹ nghe coi. Sao vậy nè? Ủa, chồng đâu mà sao không về chung vậy? Trời, đừng có dám đến từ xác nhân đó nữa. Ai xác nhân? Thì hắn ta chứ ai. Hả? Hắn đứng xô con xuống suối để giết con, rồi về nhà giết luôn cha mẹ để chiếm đoạt tài sản gia đình mình á. Con cứ sợ là cả đời để không còn gặp cha mẹ nữa. Trời ơi, tại sao thằng Mẫn nó lại làm như vậy? Dạ thưa bà, thưa ông, lời cô hai nói là đúng đó ạ. Khi tới bờ suối, hắn giả vờ là sai con đi hái lá thuốc, rồi xô cô hai xuống suối. Trời ơi, trên đường con đi, con có linh tính là điềm không lành, cho nên con đã quay lại và thấy hết mọi chuyện. Con đã xô vào, giật lộn với hắn ta 5 lần 7 lượt, thương tích đầy người. Nhưng cũng may là con đã hạ được hắn và còn đủ thời gian để nhảy xuống vớt cô hai lên. Khốn kiếp, ta mà gặp nó ta sẽ bấm dần nó ra. Nó đâu hả? Cha, dạ. Cha đừng lo. Bây giờ con nghĩ là hắn đã bị Hà Bá cho đi tuốt mất xác rồi. Nó chết rồi sao? Dạ đúng đó thưa bà. Hắn thấy kế hoạch của mình không thành, cho nên đã bỏ chạy, xuôi sang trượt chân té xuống suối, rồi bị dòng suối cuốn trôi đi mất. Con nghĩ chắc đã chết rồi. Cha mẹ biết không? Cái tội cho kênh gia nhân nhà mình bị hắn đánh bầm dập hết trơn á. Cho cô ơi, bầm hết trơn. Không sao đâu cô hai, tôi chịu được mà. Nó mà không chết thì con chết. Đúng là trời cao có mắt mà. Ây cha, cái đồ nuôi ông tay áo mà. Cứ tưởng là nó hiền lành chân chất, ai dè nó cũng độc ác xảo trá. Ta mà gặp nó, ta sẽ giết nó. Ta phải đi báo quan mới được. Thôi, cha ơi, đừng có báo quan. Chuyện này xấu hổ thấy mồ đi. Bây giờ cha báo quan thì con biết nhìn mặt ai nữa. Ây cha. Nín đi con.
không ạ? Tiểu Thơ làm gì vậy? Hắn ta còn nữa đâu, làm gì mà giật mình lên vậy? Không phải, đại ta quen. Với lại ở đây còn cha mẹ của ta nữa, ngươi làm gì phải ý tứ một chút chứ. À, mà công nhận nhà ngươi ra tay thật là nhanh gọn và lạnh lùng đó ha. Người gì đâu mà hiểm ác thấy sợ ha. Hiểm ác cái gì? Thì cũng vì hạnh phúc của đôi ta thôi. Tôi làm như vậy cũng vì Tiểu Thơ. Bắt đền cái gì? Hả? Vô đây rồi biết. Ông ơi, ông chuyện quan gì? Quan và quân lính á kéo tới nhà mình nhiều lắm ông ơi. Dạ ông đại nhân, dạ có chuyện gì sao sau ngày mang say nha đến nhà tôi đông gì nè? Có người báo cáo gia đình của ông bà mất tích một người, tại sao không báo với huyện đường? Dạ, dạ. Hay là có điều gì quẩn khúc? Dạ dạ không, dạ bẩm đại nhân, dạ không có gì quẩn khúc hết. Chỉ là tôi nghĩ là chuyện gia đình có thể tự thu xếp được. Chuyện một mạng người mà là chuyện gia đình nè. Dạ 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 bẩm. Cho phép ông bà ngồi xuống kể rõ sự việc. Dạ bẩm đại nhân, chuyện là như vậy. Kẻ mất tích là rể của tôi tên là Mẫn. Hôm trước có đưa vợ nó đi dạo ở bờ suối, lỡ trật chân và té xuống suối, nước chảy xiết quá không cứu kịp à. Dạ chỉ có vậy. Thật vậy sao? Vậy mà có người báo quan khác với chuyện mà ông vừa kể với ta. Dạ thưa cha, mình cứ thành thật khai báo, đừng che giấu điều gì cả. Dạ bẩm đại nhân, tiện nữ tên là Thể Loan, là vợ của người bị mất tích. Ngươi hãy kể tiếp. Dạ bẩm đại nhân, tiện nữ vô phước lấy phải một người chồng tệ bạc tên là Mẫn. Hắn không hề biết thân biết phận, đã được gia đình gỡ cu mang bấy lâu nay, vậy mà bây giờ hắn lại ra tay hãm hại tiện nữ nhằm chiếm đoạt hết gia sản. Lời nói của ngươi có bằng chứng gì không? Dạ thưa đại nhân, hắn ta đã rủ tiện nữ đi ngắm cảnh, nào ngờ ra bờ suối. Hắn đã xô tiện nữ xuống suối, cũng may có gia nhân trung thành đã ra tay đánh trả cứu tiện nữ. Dạ hắn đã bị rớt xuống suối mất tích. Mất tích thật không? Dạ có, có gia nhân của tiện nữ làm bằng chứng. Dạ 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 bẩm quan. Lời của Mười Hai nói là đúng sự thật ạ. Hắn ta trượt chân té xuống suối rồi chơi mất tiêu luôn. Người chết thì không thể đối chất, hai người thông đồng với nhau muốn nói gì mà chẳng được. Dạ không dám ạ. Dạ đại nhân nói như vậy là oan với tiện nữ quá. Rõ ràng hắn là người cố tình muốn hãm hại tiện nữ. Nếu mà hắn có chết quay về đây, tiện nữ cũng sẵn sàng tố cáo hắn. Dạ đúng như vậy á, xin quan xem xét ạ. Người có chắc như vậy không? Người đâu, hãy cho tên Mẫn và Thạch Nhất vào đây. Ê, ông ơi. Má, là má. Má, đứng lại. Đứng lại. Là má. Rõ ràng là hắn đã tắt thở trước khi bị dòng suối cuốn đi mà. Sao vậy? Hắn chết trên tay người sao mà ngươi biết hắn tắt thở? Dạ bẩm quan. Dạ như vậy là sao chứ? Trời ơi, chuyện gì tôi không hiểu chuyện gì hết đó. Ta cho phép hai người kể lại sự việc. Dạ bẩm quan, thưa nhạc phụ nhạc mẫu, chính tên nhị đã đánh tiểu nhân trọng thương và cùng Thể Loan xô tiểu nhân xuống suối rồi bỏ đi. Không để, đúng. Để tiểu nhân chết đuối à? Không đúng. Người nói bậy. Dạ bẩm quan, do tiểu nhân nghe được đôi dân phụ này muốn sát hại chồng nên mới đi dọc bờ suối tìm cậu hai. Cũng may là còn phát hiện được cậu. Cậu hai ơi. Cậu hai, đừng làm con sợ nha cậu. Cậu hai, sống lại đi cậu. Cậu có sao không?
đừng làm con sợ nha cậu. Cậu ơi, cậu ai ơi, cậu ơi, cậu chết rồi cậu. Ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn vậy? Sao ông mất người, tốt bụng phải chết thảm vậy chứ? Ông trời ơi. Cậu hai. Được. Sao ta không thử dùng nó để cứu cậu hai? Cậu hai, cậu sống vậy rồi, cậu hai. Cậu sao cậu? Nhật hả? Dạ. Nhật hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu kể con nghe đi. Có phải là bọn họ giết cậu rồi quăng cậu xuống suối không cậu? Đúng rồi, chính Thể Lan và Tinh Nhị đã câu kết với nhau để hãm hại ta. Bọn họ đúng là đồ ác nhân. Lúc đầu con nghe được âm mưu của bọn họ nên con sinh nghi, nó chạy ra suối tìm cậu. Lúc đó con thấy xác cậu trôi lên bờ tới, con tưởng là cậu đã chết nên con mới đem xác cậu lên đây. Là ba lá này đã cứu sống ta. Dạ đúng rồi đó cậu, ta cảm ơn ngươi. Cũng nhờ thằng Linh Xu Khiến cho con lặn ba chiếc lá này bên người để chạy ra đây tìm cậu. Lúc đó con sực nhớ ra lời kể của cậu ngày xưa nên con lấy ba chiếc lá này đắp đại lên người cậu. Cũng may là cậu sống lại. Cậu ai ơi, tuy Thể Lan không còn nghĩa vợ chồng với ta, nhưng ta không trách cổ. Nhưng hai người họ ác độc như vậy thì ta phải vạch trần để họ bỏ cái thói gian xảo đó. Dạ. Dạ bẩm quan, sự thật như là tiện nhân kể. Đây, đây là ba chiếc lá rắn. Ba chiếc lá mà cứu được mạng người là hoang đường. Hoang đường? Nàng đã từng được cứu, nàng đừng nên nói những lời như vậy. Ba chiếc lá cứu người thật là hoang đường, nhưng ta đã có cách. Sai nha. Dạ. Hãy đem xác con chó vào đây. Nếu như ba chiếc lá này cứu được con chó cải tử hoàn sinh, tất nhiên là lời của con gái của ông là sai, đồng nghĩa với việc lời của hai tên này là đúng. Có phải vậy không? Ba lá thằng đã biến mất. Đúng như lời ngươi đã kể. Hai ngươi còn gì để nói không? Dạ, dạ bẩm quan, tất cả là ý của cô hai ạ. À. Con chỉ nghe theo lời của cô hai làm như vậy thôi ạ. À. Xin quan xem xét ạ. À. Ngươi nói cái gì vậy? Rõ ràng là ngươi tình nguyện, sao bây giờ cứ đổ thừa ta? Ngươi nói gì vậy? Do cô hai mà. Ngươi nói gì vậy? Cô hai lên kế hoạch, kêu con giết hắn mà. Thầy quan, tại sao con lại ác như vậy? Tại sao vậy hả con? Trời ơi là trời. Đúng là lòng dạ của ngươi thật là tàn ác. Đã không biết ơn chồng cứu tử mà lại còn vô duyên nhân tình để bức tử chồng. Tội của ngươi nếu không trừng trị thì sao làm gương cho thiên hạ? Sai nha. Dạ. Bắt đội gian phu dâm phụ này về nguyên đường chờ ngày xét xử. Cha mẹ đừng quá bi lụy. Ra trước công đường, con sẽ khẩn cầu xin giảm nhẹ tội cho nàng. Không rẻ à.
Dù con không để bụng, nhưng nay mà cha mẹ không còn mặt mũi nào để nhìn con hết á. Trước kia cũng vì cha mẹ thương con chiều đó rồi mê tín, coi nó như là thần tài giữ cửa vậy đó, cho nên nó mới ngang bướng tôi như vậy. Bà nói đúng đó, tôi sẽ cho đập bỏ hết tất cả các cái hầm mộ, tất cả các bàn thờ tà ma ngoại đạo. Từ bữa nay trở đi, tôi với bà phải ăn chay làm phước tích đức cho con gái nghe bà. Cha mẹ thật là sáng suốt. Làm ơn cho con hỏi Thím, có chuyện gì không? Ô, ô, Tiểu Đồng, ta đã dặn ngươi phải hỏi người ta tử tế đàng hoàng mà. Hả? Cậu ơi cậu, không phải bà Thím mà là một cô gái đẹp. Bây giờ con liếu lưỡi rồi, không hỏi được, cậu hỏi đi. Hãy thứ lỗi cho chúng tôi hơi sổ sàng, chỉ vì khách quan ngang qua đây có điều chi cần hỏi chớ ngại. Thưa, tình cờ chúng tôi đi lạc đường, không biết hướng nào đi về Châu Thai, nàng có thể chỉ giúp tôi được không? Châu Thai hả? Đúng vậy. Hay vậy đã đi lạc quá xa rồi đó, từ đây tới đó còn cả hơn ngày đường nữa, vất vả cho hai vị rồi. Không sao, chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, mệt thì ngồi nghỉ, còn khỏe thì đi tiếp, không vội vàng gì. Thì ra là như vậy. Bây giờ hai vị cứ đi thẳng hướng này, đi một dặm đường nữa sẽ tới đầu làng. Gặp một ngã ba, hai vị cứ men theo tay phải, và đi thêm một dặm đường nữa sẽ tới một ngôi làng. Từ ngôi làng đó hai vị sẽ... Trời ơi, sao như vậy? Sao đi nổi? Căn nước gần trái luôn rồi. Tiểu Đồng, hai vị đi đường xa chắc là mệt rồi, tôi mời hai vị dùng nước nha. Cảm ơn nàng. Đa tạ nàng. Xin đa tạ. Ta xin lỗi. Thật không ngờ, ở vùng quê xa xôi hẻo lánh như thế này mà ta đã được gặp nàng, âu cũng là cái duyên. Ta tên là Lâm Sanh, còn nàng,
ta có thể biết được quý danh của nàng được không? Công tử hỏi tên tôi để làm gì khi mà chúng ta chỉ giống như khách qua đường? Với lại tôi chỉ là một thôn nữ quê mùa, làm sao dám lưu giữ tên của người? Hoa đồng cõi nội vẫn có hương thầm, không như kỳ hoa dị thảo nào có thể sánh được. Ta như đang nằm trong cõi mơ không có thật. Cậu! Chuyện gì? Con uống nước đã khác rồi, chuẩn bị lên đường được rồi. Cậu lên đường được không? Đưa đây. Đa tạ nàng, chúng tôi xin bái biệt. Hai vị lên đường bình an. Đi cậu. À. Dạ thưa bà. Dạ, cậu vẫn còn kêu mệt, không bước xuống giường và nói không muốn ăn. Vậy chứ lúc trưa này thì sao? Dạ, lúc trưa con có đem tô cháo bào ngư lên cho cậu theo lệnh của bà. Nhưng chiều con quay lại phòng dọn phòng thì tô cháo còn nguyên. To gan! Muốn chết thì ta cho chết, ta không có thứ con bất hiếu vậy. Dạ, con mong bà bớt nóng giận. Bà ơi, con e là cứ cái đà này cậu không qua nổi 3 ngày đâu thưa bà. Mụ nói điên khùng cái gì vậy? Dạ, ý con là vốn dĩ thể chất của cậu đã yếu đuối từ nhỏ, chưa bao giờ ăn sai bữa, bây giờ lại bỏ bữa như vậy, con lo quá thưa bà. Nó có nói gì không? Dạ, cậu không nói gì hết, nhưng hỏi han thằng Ngọ rồi ôm nó khóc theo nó thôi. Tại sao nó không gặp ta? Nó coi thường ta. Dạ, con mong bà bớt giận. Con nghĩ chắc cậu làm sai cho nên không dám gặp bà. Từ nào giờ cậu là hiếu tử, chưa bao giờ làm bà buồn lòng. Nay thấy bà giận vậy cho nên cậu đâm ra sợ hãi. Ta giận vậy thì có gì sai chứ? Ta thờ chồng nuôi con, chăm sóc nó từng ly từng tí, nuôi dạy nó khôn lớn nên người. Còn cái chuyện thành gia thất á, ta đã lựa sắp đặt cho nó một chỗ môn đăng hộ đối rồi. Bây giờ thì sao? Học hành thì chưa xong, nợ công danh thì chưa trả, dám lén lút qua mặt ta, trêu qua ghẹo nguyệt bên ngoài. Mà phải chi á, danh giá thì ta không tức, đằng này đi kết giao một cái thứ bần hàng hú đất áo ôm, thử hỏi còn có tức không. Dù sao đi nữa, cha của nó ngày xưa cũng là quan tổng đốc Lâm Phụng, nức tiếng huyện Châu Thai này mà. Dạ, bà nói hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Con nghĩ cậu cũng vô cùng kính trọng yêu thương bà, nhưng không biết ăn nói làm sao với bà cho nên nằm liệt giường liệt chiếu như vậy. Dạ, con mong bà soi xét cho cậu. Ý bà như vậy là sao? Dạ, con thấy cậu đã lỡ để ý tới cô Xuân Nương nào đó rồi, mà bà quyết liệt như vậy, con sợ bệnh tình của cậu ngày càng trầm trọng hơn. Chi bằng bà cứ chiều theo ý cậu. Cái gì? Rước cái con ranh nó về cho Lâm Sanh à? Dạ, ý làng vậy, nhưng mà không phải như vậy. Ta chưa có hiểu ý của bà. Dạ, mà là như vậy. À. Ta hiểu ý của bà rồi. Dạ. Bà đúng là quản gia trung thành. Phải rồi, bây giờ ta lùi một bước rồi ta tiến xa 3 bước. Ta sẽ cho nó biết mặt. Ta mà thua cái thứ khố rách áo ôm đó. Quyết định như vậy đi. Dạ. Mẹ ơi, mẹ, vậy là sao hả mẹ? Hôm nay là lễ thành hôn của con, mà tại sao không có quan viên hai họ, rồi mẹ cũng không cho làm lễ tơ hồng? Còn vợ con đâu? Mẹ không cho vợ con vô đây cùng với con chứ?
Vợ con đâu rồi mẹ? Ai nói với con hôm nay là lễ thành hôn? Mẹ nói gì là sao? Con nghĩ sao mẹ như vậy mà lại hạ mình làm thông gia với đám nhà quê thấp hèn đó hả? Có biết bao nhiêu gia đình quyền quý muốn kết giao với nhà mình, con có hiểu mẹ nói gì không? Mẹ nói gì con không hiểu. Xuân Nương, Xuân Nương đâu rồi mẹ? Xuân Nương, Xuân Nương, bây giờ con mở miệng ra, con chỉ biết kêu tên nó thôi hả? Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ hãy cho con dẫn vợ con vô đây để lại cho đúng phép đi ạ. Không, đừng kêu nó đến gần mẹ, còn tiện tì xấu xa. Tại sao vậy mẹ? Lâm Sanh, con có biết là mẹ thương con đến chừng nào không? Con có biết là mẹ có thể hy sinh tất cả vì con không? Dạ con biết. Con à, mẹ con mình không còn thời gian là bao lâu nữa đâu, cho nên mẹ chỉ muốn trong lúc này mẹ và con sống cùng bên nhau. Mẹ không muốn ai phải xen vào mẹ con mình hết. Con có hiểu mẹ nói gì không? Mẹ, thật sự con không hiểu mẹ nói gì hết. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, mẹ sẽ sống lâu với con cái và dâu Thảo mà. Không biết là mẹ có sống nổi ba con trăng này nữa không, hay là mẹ lại chết sớm đây. Kìa mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Vì mẹ thương con. Mẹ thấy con bỏ ăn, bỏ ngủ, chểnh mảng học hành, đam mê nữ sắc, cho nên mẹ mới cãi lời thầy tướng số, rước nó về trong căn nhà này. Con có biết Xuân Nương nó khắc tinh với mẹ không? Nó khắc mẹ từ bản mệnh cho tới tài lộc, thật là oan nghiệt cho mẹ. Con có hiểu cho mẹ không hả Lâm Sanh? Mẹ ơi, sao lại có cái khắc kỳ lạ như vậy chứ? Từ khi nó bước chân vào cổng nhà mình là mẹ cảm thấy ám khí tràn đầy vô nhà của mình. Mẹ ngồi không yên, mẹ đứng không vững, mẹ say sẩm mặt mày. Còn con nữa, rồi đây con cũng không còn tâm trí nào học hành. Trời ơi, tại sao tôi lại phải rước quả vào nhà? Oan nghiệt cho tôi, oan nghiệt cho mẹ lắm, con có hiểu không hả Lâm Sanh? Mẹ ơi, Xuân Nương bản tính rất là hiền lành, đảm đang, không có chuyện đó xảy ra đâu mẹ à. Con à, con sống với nó được ngày nào chưa mà sao con rành về nó quá vậy? Còn mẹ, mẹ nuôi con hơn 20 năm nay rồi mà con không hiểu tính mẹ hả con? Mẹ ơi, con không có ý như vậy đâu, xin mẹ đừng phiền lòng. Thôi được rồi, nếu con nói vậy thì mẹ sẽ ra khỏi căn nhà này, rồi mẹ chết bờ chết bụng cho con vừa lòng vừa dạ. Chứ để mẹ ở trong căn nhà này mẹ gặp mặt nó, rồi mẹ sẽ chết, mà thậm chí mẹ sẽ chết sớm, mà chết trong tuổi hờn nữa kìa. Con để mẹ đi đi. Mẹ ơi, con xin mẹ đó, mẹ đừng bỏ con mà đi như vậy. Thôi được rồi, bây giờ mẹ nói sao con sẽ nghe vậy. Có thật là như vậy không? Dạ thật. Ừ, thôi được rồi, nếu mà như vậy thì để mẹ tính. Mỗi người nhường một bước. Thật sự ra mẹ cũng không ghét bỏ gì nó đâu, nhưng mà từ đây hễ mẹ ở nhà trước thì nó phải ở nhà sau, hễ mẹ xuống bếp thì nó phải ra ngoài. Cơm không được ngoài ăn chung, lối đi cũng không được đi chung một lối. Con hiểu không? Dạ, mẹ tính sao thì con sẽ nghe vậy. Ừ, còn nữa, trong 3 năm con không được động phòng với nó. Mẹ, vậy là sao hả mẹ? 3 năm nữa kỳ thi mới tới, mẹ muốn khi nào bản vàng đề tên của con thì lúc đó nó mới hết khách với mẹ, lúc đó con mới được động phòng. Nhưng mà mẹ, nghe lời mẹ nói, mẹ đã kêu gia nhân dọn sẵn căn phòng ở dưới kho để cho nó ở tạm, còn con vẫn ở bên thư phòng kế cạnh mẹ. Quyết định vậy nha. Mẹ ơi, nếu không là mẹ chết sớm đó. Mẹ nói sao thì con sẽ nghe vậy. Xuân Nương, Xuân Nương nàng ơi. Dạ thưa bà,
để con vô kêu cổ ra hay là bà qua bước vào trong. Dạ, tại trong phòng hôi hám ẩm mốc lắm thưa bà. Kêu nó ra đây. Dạ. Mợ, mau ra mắt bà. Dạ, con là Xuân Nương, xin ra mắt mẹ. Thì ra đây là mẹ của chàng. Phần phúc con được làm dâu của mẹ, xin mẹ nhận con một lại. Khéo ăn khéo nói lắm. Nhìn người á thì cũng được. Thảo nào. Dạ, con chỉ là thôn nữ quê mùa, xin mẹ thương tình dạy bảo. Ta vì thương con trai của ta mới rước cái cử này về đây. Bà Bính, dạy cho nó biết lễ giáo gia phong nhà này đi, chứ ta không có hơi sức đâu mà dạy dỗ nó. Dạ. Mợ đứng lên đi, thay áo ra giùm tôi một cái. Sẵn lột hết nữ trang ra để tôi trình lên cho bà đầy đủ. Tôi không hiểu gì hết. Bà có thể cho tôi biết phu quân của tôi đang ở đâu được không? Mợ à, tuy tôi là quản gia nhưng tôi cũng chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà. Bà nói sao tôi nghe vậy. Bà dặn á, từ giờ trở đi mợ chỉ ở trong cái phòng này chăm lo hầu hạ phụng sự trong nhà, không có việc gì á đừng có đi lên nhà trên. Tại sao kỳ vậy? Tôi được nộp xin lễ rước dâu mà. Mợ cần phải làm quen với gia phong nhà này, đừng có hở một chút á là sao kỳ vậy. Bà không thích nghe vậy đâu. Bà nói á, mợ phải trải qua 3 năm như vậy thì mới được cất nhắc lên hàng con dâu. Với lại cậu cũng bị bà cấm không được gặp mợ luôn rồi. Sao? Lâm Xanh cũng bị quở trách hả? Thì cậu phải chăm lo học hành thi cử, khi nào đỗ đạt rồi á thì mới được động phòng qua chút. Thì ra là vậy. Nhưng mẹ nói đúng mà. Mợ nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ như vậy tại vì tôi hiểu lòng mẹ lo cho con. Huống hồ gì chàng là con trai một, phải lo báo đáp ơn nghĩa sinh thành trước đã. Thiệt bụng mợ nghĩ như vậy sao? Bà còn cấm là mợ không được lên nhà trên nữa kìa. Bởi vì mợ khắc tinh khắc tuổi với bà, không có hợp với bà. Những chuyện mơ hồ như vậy tôi không trách ai cả tin. Với lại tôi là phận dâu con, mẹ dạy sao tôi nghe vậy. Chỉ mong là thời gian sẽ làm mẹ thay đổi. Tự nhiên tôi thấy thương cho mợ quá. Thôi, tôi đi lên nhà trên đây để không bị bà la. Mợ nghỉ ngơi đi, rồi sáng sớm mai tôi sẽ chỉ việc cho mợ làm. Tôi đi nghe. Dạ. Thank you.
cậu. Cái gì mà kêu tôi cậu dữ vậy? Lại bày trò gì nữa đúng không? Báo cho cậu một cái tin mừng. Tin mừng? Tin gì vậy? Bà đi rồi, đi lên huyện lắm. Ngươi nói đúng không? Đúng. Nhưng mà sao, tại sao ngươi biết? Trời ơi, con lẻn đi theo bà ra tới ngã ba, con mới về đây nè, con báo cho cậu biết nè. Bà nói là bà đi dự lễ mừng thọ của bá bá cậu, để chiều mới về lận. Vậy hả? Dạ. À, bà Bính có đi theo bà không? Có luôn, bà đi theo luôn. Vui quá. Quá vui. Vậy là mẹ ta không có ở nhà. Dạ. Ủa bây giờ ta làm gì? Cậu đi tìm hiền thê của mình đi. Ờ hả? Tại sao ta không nghĩ ra điều đó chứ? Trời đất ơi, cậu đi tìm hiền thê, còn con chạy ngoài cửa canh cửa cho cậu. đúng rồi. Dạ. Cảm ơn tiểu đồng nhiều lắm. Dạ. Người làm ta quýnh quán lên, ta cũng không biết ta làm gì luôn. Dạ. Thôi bây giờ người ra cổng canh chừng mẹ ta đi. Dạ. Khi nào mẹ ta về báo ta biết nha. Dạ. Đi đi. Dạ. Ý cậu. À, chuyện gì nữa? Nếu mà bà về á, con phải làm sao để cho cậu biết? Vậy mà cũng hỏi nữa, thì cứ la lớn lên. Cậu ơi, bà về, ta biết, ta chạy vô nhà. Đâu được. Tại sao? Con la lên vậy bà biết con báo động cho cậu, bà quýnh con thì sao? Ờ ha. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Thôi khi nào bà về á, con làm chó sủa đi. Cậu thấy con thông minh không? Thông minh. Hả? Vậy nha cậu nha. Ừ. Đó mà cậu. Hả? Gì nữa? Ủa con làm chó hả? Ừ. Cái đó người đòi, chứ ta đâu có bắt người làm. Thôi con làm chim cú đi. Chim cú dễ thương. Khi nào bà về á, con kêu cú. Dạ, sao cậu cứu con? Bây giờ muốn làm chim cú hay làm chó thì tùy ngươi. Miễn là bà về, ngươi báo cho ta biết để chạy vô phòng. Dạ. Ê, dạ. Khoan. Cái cuốn sách giúp ta nha. Rồi ra ngoài coi chừng. Bà về, nhớ báo ta biết nha. Dạ. Nhớ đó. Dạ. Con xin lỗi mẹ. Hiền thế, là ta đây. Là chàng sao? Hiền thế, ta nhớ nàng nhiều lắm. Nhưng mà tại sao những công việc nặng nhọc như thế này mà lại để cho nàng làm chứ? Còn gian nhân của ta đâu? Rồi tay của nàng nữa, sao tím bầm hết này? Ai đã đánh nàng chứ? Ai đã đày đọa nàng? Nàng nói cho ta nghe đi. Xin chàng hãy buông em ra đi. Hãy tránh xa em. Mẹ về mà thấy chúng ta gần nhau, mẹ sẽ không vui đâu. Mẹ của ta đã nói gì và đã làm gì nàng chứ? Nàng nói cho ta nghe đi. Mẹ không làm gì cả. Mẹ chỉ lo cho chàng thôi. Mẹ lo cho vận mệnh tương lai của chúng ta sau này, nên mẹ mới nói là chúng ta không có được gần nhau. Phận làm con, làm sao em dám cãi? Xuân Nương, trời ơi, Xuân Nương của ta đây sao? Nàng mới về nhà ta chỉ được vài con trăng mà tại sao lại ra nông nổi như thế này chứ? Để ta ngắm lại dung nhan của nàng xem. Đâu rồi nét xuân tươi tắn dịu hiền? Đâu rồi nụ cười thanh toát trên môi nàng? Xuân Nương nàng ơi, tại sao nàng lại chịu khổ như vậy chứ? Chàng đừng nói như vậy, thiếp đâu có thấy khổ gì đâu. Được về làm vợ chàng, làm dâu của mẹ là phần phước của thiếp. Nay tuy chúng ta không được gặp nhau, nhưng cũng là người chung một nhà, thiếp cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta biết là mẹ ta già cho nên trái tính, nhưng phận làm con, ta không thể nào cãi lời. Xin nàng hãy hiểu cho lòng ta.
ta thấy nàng nhất gia như thế này, lòng ta đau như cắt. Thiếp không sao hết, thiếp vẫn vui vẻ khi được ở đây. Và thiếp biết luôn có một người nhớ đến mình là đủ rồi. Ta yêu nàng lắm, ta nhớ nàng lắm hiền thê của ta ơi. Nhưng xin nàng hãy tha thứ cho ta, ta không thể nào ngăn cản được những quyết định của mẹ. Nàng hãy cố gắng chờ ta, để ta xoay chuyển lòng mẹ nhé. Mẹ chỉ muốn tốt cho chàng thôi. Chàng hãy tập trung vào chuyện học hành, đừng có sao lãng nha. Mẹ ơi, tại sao mẹ có thể làm như vậy được chứ? Mẹ có biết rằng mẹ làm như vậy, mẹ đã giết chết lòng con không? Chàng đừng có oán trách mẹ như vậy, thiếp hiểu mà. Ta yêu nàng nhiều lắm, thương nhiên à. Xin lỗi, là sao vậy? Làm sao? Dạ, con thưa mẹ mới về. Con ra đây làm gì? Dạ, thưa mẹ, con đi dạo ngoài vườn, vô tình con gặp Xuân Nương. Tụi con chỉ vô tình thôi, chứ không có cố ý mẹ. Vô tình hả con? Trùng hợp mẹ cũng vừa ra ngoài. Dạ, sự thật là như vậy mà mẹ. Con xin thề luôn, con không bao giờ dám cãi lời mẹ. Mẹ tạm tin con đó. Ngõ. Dạ. Đưa cậu vô trong phòng, canh chừng cậu cẩn thận hay chưa. Mày đó, mày liễu hồn mày với tao đó. Đưa cậu đi. Dạ mẹ ơi, cậu. Còn Xuân Nương vợ con thì như thế nào? Cô ấy không có tội gì cả, tụi con chỉ vô tình gặp nhau thôi mà mẹ. Đó không phải là chuyện của con. Nghe mẹ nói nè, gia ca nhà này bao lâu vẫn còn tồn tại là nhờ mẹ không biết siêu lòng những lời dối trá xảo quyệt. Bà Bính. Dạ. Lấy cây roi cho ta. Mẹ ơi, tất cả là lỗi của con. Mẹ muốn đánh á thì mẹ đánh con đi, chứ vợ con không có lỗi gì cả. Xuân Nương. Dạ, có con. Mẹ dặn con điều gì, con còn nhớ không? Dạ, không được tới gần Lâm Xanh. Nếu cãi lời mẹ thì sao? Nếu cãi lời sẽ bị phạt. Giỏi, con còn nhớ đó. Bà Bính. Dạ. Quất mưa ra cho ta, quất. Mẹ ơi, con xin mẹ mà, mẹ đừng có đánh vợ con, tất cả là lỗi của con. Mẹ muốn đánh thì mẹ đánh con đi mà. Xuân Nương, nghe chồng con nói không? Lâm Xanh à, mẹ không có bao giờ nói sai đâu. Tội của em sẽ chịu. Nghe vợ con nói chưa? Tránh ra để mẹ dạy vợ con. Ngõ, dạ. Đưa cậu ra trong phòng, lẹ lên. Dạ. Mẹ ơi, con xin mẹ đó, cây roi này mà đánh 10 cái từng con thì còn tan xương nát thịt. Huống hồ chi á, nữ yếu đầu tơ như nàng làm sao mà nàng chịu được hả mẹ? Rồi cậu vô trong phòng. Mẹ ơi, cậu vô. Con biết con sai rồi. Con đây. Con xin mẹ. Con sẽ không bao giờ gặp nàng nữa đâu. Mẹ đừng đánh vợ con mà mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, buông tay ra. Buông tay ra. Đừng có ngó ta. Quất. Dạ. Bích, đưa rồi đây. Quất như vậy làm sao nó đau? Đau không? Dạ đau. Quất nó đau vậy cho ta. Quất. Mẹ ơi, tha cho con mẹ ơi. Chứ tôi không muốn vậy đâu mà.
Dạ thưa bà, cha mẹ của Mợ Xuân Nương tới nhà mình kìa bà. Không mời, tại sao tới? Dạ, họ đã vô tới khuôn viên nhà rồi. Thôi được rồi, bà vô trong phòng của Xuân Nương, thay quần áo cho nó, trang điểm lại, rồi đeo trang sức vào cho nó. Dạ. Khoan đã, nhớ dặn nó khéo mồm khéo miệng, đừng ăn nói bậy bạ với cha mẹ nó. Bà biết tay tôi đó nghe chưa? Dạ con biết rồi. Ừ. Cha mẹ. Con. Xin con. À, Mợ à, Mợ ở đây tiếp chuyện cha mẹ của Mợ đi. À, tránh làm phiền bà nghỉ ngơi nghe. Cha mẹ, cha mẹ lên đây khi nào? Sao không báo cho con biết trước hả? Con mừng quá à. Nhưng mà hình như mẹ gầy đi phải không? Có phải vì mẹ nhớ con không? Con gái của mẹ, mẹ lo cho con quá. Làm dâu nhà quan chắc cũng giữ ý giữ tứ, mệt lắm phải không con? Cha mẹ muốn tạo sự bất ngờ nên nói trước làm chi. Mẹ thiệt là đường xá xa xôi, mẹ xách đồ lỉnh khỉnh chi vậy? Mẹ cũng có một chút xíu quà cho xuân gia đó con. Mình nghèo thì nghèo, nhưng mà cái lễ cái nghĩa cũng phải bằng người ta chứ. Mẹ ơi, bệnh tình của mẹ sao rồi hả mẹ? Mẹ của con á, bệnh cũng rề rề vậy đó. Nhưng mà khi nghe cha nói đồng ý cho mẹ con lên đi để thăm con á, là tự nhiên hết bệnh liền, giống như mới vừa được uống thuốc tiên vậy đó. Đâu, con gái của mẹ, đứng yên cho mẹ ngắm coi nè. Mà sao mẹ thấy sắc mặt con kỳ kỳ vậy? Con có tin vui rồi phải không? Con nói cho cha mẹ mừng. Tin vui? Ừ. À, dạ, không có mẹ. Sao vậy? Vợ chồng trẻ sao mà muộn màng vậy hả con? Con à, mẹ nhớ con lắm, con có biết không con? À, con à, sao vậy? Con bị gì hết đó mẹ. Con bị sao vậy? Con bị gì hết mẹ. Đưa đây cho mẹ coi. Trời ơi, con bị sao vậy nè? Ông ơi, con mình bị sao vậy nè ông? Mẹ ơi, con bị té trong bếp thôi, không sao hết á. Đưa đây cho mẹ coi. Mẹ. Hả? Trời ơi, con bị té trong bếp mà hai tay con bị như vậy, bị giống y như nhau vậy hả Xuân Nương? Chuyện gì vậy con? Xuân Nương. Xuân Nương. Cái linh cảm của một điều gì đó xảy ra đối với con. Có phải đây là họ hành hạ con không? Đây là những vết roi họ đánh con đúng không? Nói cho biết đi, đừng giấu giếm cho nữa. Xuân Nương con ơi, mẹ sinh con ra 20 năm trời chưa hề dám rầy la con, chứ đừng nói chi đến chuyện đạch đập. Con từ ngoan hiền siêng năng chăm chỉ, ai gặp cũng thương mến. Có phải là mẹ chồng con không? Có phải là bà ta đã đặt tàn nhà con không Xuân Nương? Không cần phải hỏi nhiều nữa, chắc chắn là bà ta đã hành hạ con gái của mình không còn đấng đá được nữa. Con vô thu xếp đồ đạc đi về với cha mẹ đi, không thể ở trong căn nhà của người đàn bà độc ác như vậy được nữa. Đi về con, đi với cha mẹ đi con. Phải rồi con, đi đi con. Thưa cha mẹ, con không thể bỏ đi như thế này được. Phận con là gái được gả vô nhà họ Lâm, sống chết gì con cũng phải ở nhà họ Lâm. Con còn sống ngày nào, con sẽ không khổ lạn với lương tâm mình ngày đó. Bây giờ á, mẹ chồng con chưa nghĩ lại nên chưa có thương con. Nhưng mà sau này mẹ chồng con hiểu rồi, nghĩ lại rồi sẽ yêu thương con thôi. Con còn luyến tiếc chi cái chỗ này nữa hả con? Con và Lâm Xanh khó khăn lắm mới được trở thành vợ chồng của nhau. Giờ không lẽ vì mẹ chàng có chút nghiêm khắc mà con lại ra đi sao? Con với Lâm Xanh rất tâm đầu ý hợp, Lâm Xanh rất là yêu thương con. Xin cha mẹ đừng bắt chúng con chia lìa nhau. Cha mẹ muốn con về với cha mẹ là cha mẹ thương con, thấy con vậy xót lắm con biết không? Con thương nó, con lo cho nó. Nhưng mà chồng con Lâm Xanh á, nó có biết thương con, biết lo cho con hay không? Hay là nó chỉ nhu nhược nghe theo lời mẹ của nó thôi hả con? Thưa cha mẹ,
Từ xưa tới nay, ơn nghĩa sinh thành phải được đặt trên hàng đầu. Con không trách chồng con, mà càng thêm lo cho chàng. Vì hai giây bây giờ phải thêm gánh nặng. Cha mẹ, hãy cho con thêm thời gian. Lần tới nhất định con sẽ báo tin vui. Bây giờ cha mẹ nán lại, cho con mời bữa cơm nha. Dạ thưa mợ, bà cho mời mợ vào để bà dạy bảo. Cha mẹ đợi con một chút nha, để con vô xem mẹ chồng con cần gì. Con ơi, con ơi. Dạ, xin ông bà về cho. Hôm nay bà mệt trong người cho nên không muốn tiếp khách. Mời. Ông ơi, giờ làm sao đi ông? Làm sao đi ông? Tôi không bỏ con gái về được đâu ông ơi. Bà bình tĩnh đi. Họ nó không có ý muốn tiếp mình, mình không thể nấn ná ở đây được đâu. Mà cũng không thể về nhà được nữa. Đi, đi với tôi. Tôi sẽ kiếm một cái nơi mình trọ qua đêm, rồi sau đó tính tiếp. Nghe nóng tình tình như thế này. Nghe bà, đi. Đi với tôi. Sao? Diễn tuồng xong chưa? Tại sao không đi theo chúng nó luôn đi? Khuất mắt tao. Dạ, không có ai diễn tuồng hết thưa mẹ. Với lại hai người đó là song thân của con, chứ không phải là chúng nó. Trả tiền của tao nữa hả? Bao nhiêu đó đó, mày cũng đã đủ một trận lôi đòn rồi. Tụi bay bày mưu tính kế để hãm hại con tao, hãm hại gia đình tao mà tưởng là tao không biết hả? Cha mẹ mày đã sinh ra mày là một đứa con gái hư hỏng, chỉ biết đem nhan sắc quyến rũ đàn ông con trai, thì mắc cái gì mà tao phải kính trọng cha mẹ mày chứ? Bà Bính, đẩy lên cho tao. Mẹ ơi, con không có. Con đâu có lỗi gì đâu mẹ, xin mẹ xét lại. Đánh. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, con không có. Con đã làm rồng bổn phận dâu con rồi. Lỗi của mày có kể hết lời cũng chưa hết đâu. Chỉ trách cho cái số phận của mày á, đẩy đưa để gặp thằng con trai của tao, làm cho nó mê mẩn mày để quên đi cái đạo hiếu làm con. Bà Bính, đánh tiếp cho tao. Đánh. Mẹ ơi, con có gì không phải á thì mẹ dạy lại. Ta không có đứa con dâu như mày. Trước mặt thì nói lời hay lẽ phải, còn sau lưng á đào đất đổ đi. Tao không có đứa con dâu giả nhân giả nghĩa như mày. Muốn đi đi khỏi cho tao ngay. Bà Bính, đánh cho nó chết cho tao. Đánh không cần hỏi. Đánh. Dừng lại. Bà Bính, bà dừng lại đi. Xuân Nương, trời ơi, còn gì là Xuân Nương của tôi nữa chứ? Hiền thê nàng có sao không? Mẹ ơi, con xin mẹ, con lại mẹ, mẹ đừng hành hại vợ con nữa mà. Gia thịt con người chứ đâu phải mình đồng gia sắc đâu, mà đánh như vậy làm sao mà vợ con chịu được? Đó. Dạ. Đem cậu mày vô trong phòng. Dạ. Chốt cửa lại không cho cậu mày ra. Cậu mày ra khỏi phòng là tao giết mày chết. Đem đi. Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ. Nghe không? Mẹ đừng đánh vợ con nữa mà mẹ. Vợ cậu ơi, cậu ơi, vợ cậu ơi. Hiền Thế ơi. Vợ cậu ơi. Mẹ ơi, đừng đánh vợ con nữa mà. Hiền Thế. Mẹ giang sinh bà đi, chứ con mẹ chịu không nổi đâu. Mà đánh nào không? Bà không đó là tôi đánh bà đó. Đánh dạ, đâu? Dạ con đánh, con đánh. Đánh đi. Đánh. Mẹ ơi, con không có nói xấu gì mẹ hết. Mày không nói xấu mà cha mẹ mày á biết tao đánh mày hả? Như vậy mà là không nói xấu hả? Bà Bính, đánh lên cho tao. Dạ. Đánh mạnh lên. Bà ơi, mẹ xỉu rồi. Bữa đánh có mấy rồi á mà giả bộ xỉu hả? Mày tính làm lưng với tao hả? Rồi đâu đi vậy? Rồi đâu đi vậy? Quay lưng cho tao. Mày làm lưng với tao hả? Mày làm lưng với tao hả? Rồi đâu vậy? Quay lưng cho tao. Quay lưng tao. Mày giả bộ mày xỉu á? Giả bộ mày xỉu á? Giả bộ mày xỉu á? Giả bộ mày xỉu hả?
nhớ nó vô trong phòng, bỏ nó ra 3 ngày cho tao, đem đi. Dạ. Mợ ơi, mợ, mợ ơi, mợ chết rồi. Cha ơi, mẹ ơi, con là Xuân Nương đây, con bị người ta đánh chết rồi, thân xác con không còn nữa, con chỉ còn là hình bóng thôi. Có phải Xuân Nương con của ta không? Xuân Nương, con mới vừa nói gì vậy? Xuân Nương, con bị sao vậy? Xuân Nương, Xuân Nương, nói cho nghe đi con. Chất mộng Xuân Thiên là gì? Ba, 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 dậy đi ba. Chuyện gì vậy ông? Tôi vừa nằm mộng thấy Xuân Thương, chắc là chuyện không lành đối với con mình rồi đó. Bây giờ trời đã mờ sáng rồi, tôi qua nhà Lâm Xanh coi cưới sự ra sao. Tôi đi liền nghe bà, bà ở đây chờ tôi nghe. Nha. Ông đi nhanh lên. Kể từ đây âm dương cách biệt, em xin hẹn chàng kiếp sau vĩnh biệt chàng. Hiền Thế, chàng đừng nói vậy mà, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta mà Hiền Thế. Hiền Thế, chàng đừng bỏ ta đi mà. Hiền Thế, lẹ lên đi. Dạ, con biết rồi bà ơi, nhưng mà nặng quá bà ơi. Lẹ lên đi, làm cái gì vậy? Thôi được rồi, giờ sao bà? Quăng xuống đi. Tôi biểu bà quăng xuống đi. Mình làm vậy là thất đức lắm đó bà. Ừ, bà sợ thất đức cái gì? Vậy thôi đừng có quăng nha. Bà đem cái xác này về nhà bà nè, rồi bà chôn trong nhà bà đó. Sau đó nha sai tới quất mồ lên điều tra ra bà là thủ phạm, lúc đó người ta sẽ cột bà vào trong cái bao này rồi quăng bà xuống sông đó. Dạ dạ, không, con không dám, con không dám đâu bà ơi. Nghe tôi nói nè, tôi và bà không còn cách nào khác hết, chúng ta phải phi tang xác chết này, rồi sau đó mình sẽ tìm cách để nói chuyện với mọi người. Bà nên nhớ,
chuyện này đó chỉ có mình tôi và bà biết thôi. Mạng sống bà nằm trong miệng của bà đó, bà liệu hồn đó, quăng xuống đi. Dạ con hiểu rồi. Quăng lẹ lên. Mợ ơi, xin mợ hiểu cho tôi nha mợ. Nếu mợ sống khôn thế thì mợ ơi, mợ hiểu cho tôi thề với mợ á là tôi sẽ cúng cơm cho mợ đàng hoàng. Nói cái gì nữa vậy? Ma nhất dưỡng. Dạ dạ tôi biết rồi. Quăng xuống đi. Dạ. Mợ ơi, mợ đi bệnh giỏi nha mợ. Đi đi nè. Đi. Dạ. Dạ. Đi. Mẹ ơi, Xuân Nương, hiền thê của con, mẹ nhốt nàng ở đâu? Mẹ cho con gặp nàng một tí đi mẹ. Con xin mẹ đó mẹ. Nó bỏ đi rồi. Vợ con bỏ đi? Vợ con bỏ đi đâu được chứ? Nó nói là mẹ khó khăn với nó quá, nó không thích ở nhà mình nữa. Không chừng là nó đã bỏ nhà đi theo trai rồi đó. Kìa mẹ, con xin mẹ đừng gieo tiếng ác vợ con như vậy. Từ ngày vợ con về đây làm dâu, có được bước ra đường nửa bước đâu mà quen biết ai ở xứ lạ quê người này chứ. À, nếu vậy thì có thể là nó bỏ về nhà cha mẹ nó. Ủa, mà nó đi đâu, nó làm gì thì làm sao mẹ cản được nó chứ. Vậy là Xuân Nương đã về nhà của cha mẹ nàng sao? Mẹ ơi, vậy con xin phép mẹ cho con được qua nhà nàng để nhận tội với cha mẹ nàng và xin được rước nàng về đây nha mẹ. Con dám qua nhà cha mẹ nó hả? Xuân Nương. Nhạc phụ. Xuân Nương. Xuân Nương ơi. Nhạc phụ. Lâm Sanh. Lâm Sanh. Xuân Nương ơi, con ở đâu? Xuân Nương. Xuân Nương. Nhạc phụ. Xuân Nương đâu? Nói cho tao biết đi. Xuân Nương đâu? Nói vậy vợ con không về bên nhà nhạc phụ sao? Không, không hề có cái chuyện đó. Xuân Nương đâu? Nhà ngươi cũng không biết à? Dạ thưa nhạc phụ, mẹ con với vợ con có một chút xíu hiểu lầm. Vợ con đã bỏ nhà ra đi, con cứ nghĩ là vợ con đã bỏ về nhà nhạc phụ chứ. Đúng đó, nó đã rời khỏi căn nhà này coi như ta không có đứa con dâu đó. Mà đừng vô khống như vậy. Con gái của tao can trường trung thủy như nhất, không bao giờ tự ý rời khỏi nhà chồng. Để thiên hạ đàm tiếu, mà nói cho tao biết đi. Có phải bà đã hại con gái ta không? Bà buông tôi ra. Bà nói đi. Con gái tôi đâu? Buông đi. Buông ra. Con bên hả? Nhạc phụ. Bà đưa cháu vô phòng. Đuổi ra đi. Đưa lên. Đó. Dạ. Đi. Dạ. Bà hâu chồng rồi. Bà hâu. Tại sao cô dính bao ở đây? Bà trả lời tôi biết đi. Chết máu này là của ai? Hả? Có phải của Xuân Nương ta không? Ta không biết. Đúng rồi, đây là máu của hiền thê ta. Nhạc phụ ơi, đêm qua con ngủ, con nằm mơ thấy người vợ con đầy máu và nói lời ly biệt với con. Chắc lẽ hiền thê của con đã... Làm sao? Ngươi cũng thấy vợ ngươi đầy máu dính mượt nhà ngươi trong giấc mơ phải không? Dạ. Cũng giống như giấc mơ của ta vậy đó Lâm Sanh à. Như vậy là Xuân Nương có chuyện gì rồi? Bà đã hại con gái ta. Trong 3 ngày nữa nếu ta không tìm được con gái ta về, ta sẽ đi kiện bà. Tôi nói cho ông biết rồi chưa? Tôi không biết gì hết. Còn đứa con gái của ông đã bỏ nhà ra đi, chuyện đó tôi chưa trách cứ. Rồi bây giờ đòi thưa kiện tôi hả? Được, cứ thưa đi. Tôi đi hầu. Nó. Dạ. Đưa cậu vô trong phòng. Dạ. Bính, đuổi khách. Đi. Vô cậu, vô cậu. Ta còn sống được ngày nào, ta sẽ đòi lại sự công bằng và sự trong sạch của con gái ta. Bà là cái độc á. Xuân Nương ơi, cha sẽ rửa hờn cho con. Cha có chết cha cũng cam lòng. Cha sẽ đòi lại sự công bằng cho con. Xuân Nương ơi. Xuân Nương ơi. Xuân Nương ơi. Xuân Nương ơi. Thank you.
kiện Lâm phu nhân đánh chết con dâu của bà ta, tức là con gái của nhà ngươi, rồi giấu luôn xác, có phải gì không? Dạ đúng như vậy thưa quan. Con của Hà Dân chết một cách tức tưởi quá uổng lắm quan à. Ngươi có tận mắt nhìn thấy Lâm phu nhân đánh chết con của ngươi không? Không. Vì sao ngươi khẳng định con gái ngươi đã chết? Bẩm quan, vì con gái của Hạ Dân chết một cách tức tưởi cho nên đã báo mộng về cho Hạ Dân, vợ của Hạ Dân và chồng của nó Lâm Sanh biết à. Đúng là hoang đường. Chết thì phải có xác. Xác đâu? Vì sao chết? Quài thấy không? Bẩm quan, xin ngài hãy cho khám hiện trường ngay. May ra mụ ta chưa phi tang hết tất cả chứng cứ à. Và Hạ Dân nhìn thấy được máu từ trong nhà ra tới bờ sông à. Đúng là láo thật. Dạ. Dám gọi Lâm phu nhân là mũ này mũ kia. Bay đâu? Lôi nó ra ngoài, đánh 20 heo và đuổi ra khỏi miền đường. Đi. Quang ơi, Quang ước cứu tôi lắm Quang ơi. Quang ơi, Quang ơi, Quang ơi. Trời ơi, trời cao có mắt. Lên đây cái ca cô tôi bị Quang ước như vậy chứ. Quan Nguyễn Sử Công Công Minh, tôi sẽ kiện lên quan phủ. Quân tâu hoàng thượng, phía trước có một người đang nằm giữa đường, thần tới xem sao. Khanh mau đi đi. Tuân lệnh. Ông đã tỉnh lại, có sự gì mà ông lại nằm ở đây? Quan ức lắm, quan ức cho con gái ta lắm, quan lắm. Ông hãy bình tĩnh lại đi, có chuyện gì nói cho ta nghe. Ngài, ta cảm ơn ngài đã cứu mạng ta, nhưng chuyện quan ức của ta không thể nào nói cho ngài biết được đâu. Ta muốn đi đến triều đình. Ta là người của triều đình, ngài hãy nói cho ta nghe. Nhưng ta chỉ muốn gặp hoàng thượng thôi. Ta nghe nói hoàng thượng là một người anh minh đức độ, đẹp trời soi xét, cũng nhân độ thế được. Con gái ta bị oan ức, chỉ có hoàng thượng mới giúp được thôi. Ngài, nếu ngài thương ta, ngài giúp ta gặp được hoàng thượng được không? Bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Có người này cần kêu quan. Hoàng thượng đây sao? Hoàng thượng ơi, đèn trời soi xét. Hoàng thượng, chỉ có hoàng thượng mới cứu giúp được gia đình con. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng lắm, hoàng thượng ơi, chỉ có hoàng thượng mới cướp được gia đình thần tôi. Thôi triệu ngay lập tức. Tuân lệnh. Triệu tri huyện, tri phủ sở tại và mẹ con Lâm phu nhân cùng toàn thể gia nhân vào cung ngay cho ta. Hãy đưa ông lão này về chăm sóc cho tới khi ta thiết triều xử tội bọn quan tham xấu mọt và ác mẫu họ Lâm kia. Rồi ơi hoàng thượng, rồi ơi hoàng thượng, mình chết cho gia đình của thật. Chứ đừng hãy ông lão, hoàng thượng. Rồi. Ông lão, rồi. Ông lão hãy đứng lên đi. Thôi triều.
ơi, Xuân Nương con ơi, Xuân Nương ơi, con ở đâu vậy con? Xuân Nương. Dạ. Mẹ ơi, Lâm Sánh. Phật, thí chủ đã tỉnh rồi. Thật là một điều kỳ diệu. Đây là đâu? Tại sao con lại ở đây? Đây là Am Qua Viên. Ta là ni sư tu hành ở đây. Còn ở nơi đây là dưới chân núi Bích. Núi Bích? Cách làng của con không xa. Nhưng con đã chết rồi mà. Hồn con đã lìa khỏi xác rồi. Cũng có lẽ là vậy. Hồn con đã lìa khỏi xác, nhưng vì duyên nợ hồng trần của con chưa dứt, nên Bồ Tát đã dẫn lối cho con trở lại kiếp trần gian. Con đội ơn ni sư đã cứu tử. Ơn này không bao giờ con dám quên. Mọi sự trên đời này cũng phải tùy thuộc vào duyên. Con cũng đừng nên băn khoăn lắm về chuyện ơn nghĩa. Thưa ni sư, chẳng hay con đã mê man mấy ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ bảy. Hằng ngày ta vẫn đều đặn đổ thuốc và nước vào miệng cho con. Nay ta thấy con đã tỉnh táo và lấy lại được thần sắc, ta mừng lắm. 7 ngày rồi. Thôi chết, không biết chuyện gì đã xảy ra với người thân của con. Ni sư ơi, xin phép cho con được hồi da gấp. Không được đâu, con phải uống thêm vài hôm thuốc nữa cho khỏe hẳn. Thưa ni sư, nhưng mỗi ngày trôi qua thì sự vắng mặt của con sẽ gây phiền não cho những người thân của con càng lớn. Con phải trở về nhà càng sớm càng tốt. Con nhớ cha mẹ, nhớ phu quân của con lắm. Chắc mọi người đang rất là đau lòng vì nghĩ rằng con đã chết. Thôi được rồi, con hãy cố gắng uống thuốc thêm vài ngày nữa để lấy lại sức khỏe. Dạ, con xin nghe lời ni sư. Con uống thuốc. Đây là một ít lương khô và nước sạch, bần ni xin gửi cho hai vị. Dạ. Cảm ơn sư cô. Dạ. Xin cảm ơn sư cô. Giờ chuẩn bị lên kinh thành gấp gáp, cho nên chúng tôi không chuẩn bị đủ thức uống và lương thực để dùng. Ta sống nơi đây tuy thanh bần vắng vẻ, nhưng lúc nào cũng có cơm chay để đãi khách. Nếu hai vị có thời gian thì mời hai vị ở lại dùng bữa. Dạ, đa tạ sư cô. Bây giờ chúng tôi không có thời gian nhiều, mà chậm trễ thì hối không kịp, cho nên phải liên liền. Dạ thưa sư cô, trên đường về xin sư cô cho chúng tôi ghé lại để gửi chút lòng thành lên trời Phật một phù hộ cho vong linh của con gái chúng tôi được siêu thoát. À, con gái của hai vị đã qua đời rồi hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Chết một cách oan uổng tức tuổi, giờ bị mang tiếng như người đời nữa. Cũng may là vợ chồng tôi đã tìm lại công lý cho con gái của tôi rồi. Dạ. Thưa sư cô, người giết nó đau đớn thay lại là bà Gia. Nhưng nghe đâu hoàng thượng cũng đã ra lệnh xử tử để làm gương. 2-3 hôm nữa là ra pháp trường, cho nên vợ chồng chúng tôi mới gấp gáp để lên kinh đô cứu xin hoàng thượng khoan hồng mà tha chết. Xin tội tha chết cho người đã giết con mình. Dạ. Ông bà thật là nhân từ. Người chết thì cũng đã chết rồi, bây giờ có sự tử bà ta thì con gái của tôi cũng có sống lại đâu. Mặc dù bà ta làm nhiều điều độc ác, nhưng chúng tôi đã nguyện với lòng không
không muốn gieo thêm nghiệp chướng nữa. Lấy lòng từ bi hỷ xã để tha thứ cho bà ta, cho chúng tôi được nhẹ lòng. Tôi hy vọng con gái tôi cũng đang ngậm cười nó trên suối mà hiểu lòng cho cha mẹ nó. Cha mẹ Xuân Nương. Xuân Nương. Xuân Nương. Xuân Nương này, tôi chính kiếp mới được thành con của cha mẹ. Con ơi, con ơi, con còn sống thiệt sao con? Ông ơi, con mình còn sống. Con mình còn sống ông ơi, hay là tôi nằm mơ? Chắc tôi nằm mơ quá à. Như vậy thì ông đừng có kêu tôi dậy nghe, để tôi được gần bên con. Thật là vô lý quá. Chính bà ta đã khai là con đã tắt thở và đã cho người ném xác con xuống sông kia mà. Cha mẹ, con còn sống đây. Chính vì sư đã cứu con thoát khỏi kiếp nạn này. Sư Nương, con Xanh, Lâm Xanh, Lâm Xanh, dạ. Để mẹ xuống đi Lâm Xanh. Mẹ có sao không? Mẹ cứ ôm chặt con đi. Mình sắp ra khỏi cái bìa đường này rồi. Mình sắp thoát rồi mẹ. Lâm Xanh, nghe lời mẹ, để mẹ xuống đi con. Không được đâu mẹ, quân lính sắp đuổi đến mẹ con mình rồi. Ngừng lại đi, mẹ nói rồi, để mẹ xuống đi con. Đừng mà mẹ. Con ơi, mẹ không muốn trốn chạy nữa. Con có biết là cướp phạm nhân ở pháp trường mang tội nặng lắm con biết không? Mẹ không muốn con liên lụy. Mẹ ơi, con xin mẹ đó, họ mà bắt được mẹ, họ sẽ đem mẹ ra pháp trường đó. Mẹ ơi, mẹ leo lên đi, con sẽ cõng mẹ đi. Buông mẹ ra. Không sao đâu. Con buông mẹ ra. Mẹ con mình sắp thoát rồi mà. Đừng mà mẹ, con xin mẹ đó. Con ơi, nếu mẹ thoát khỏi tội chết thì sao hả con? Nhưng mà con có biết là bản án tử trong lòng của mẹ nó sẽ đeo đẳng mẹ suốt đời, con có biết không? Mẹ đáng tội chết mà. Con hãy để cho mẹ đi đền tội đi mà. Mẹ xin con mà Lâm Xanh. Mẹ ơi, con xin thành dưỡng dục của mẹ. Con chưa đền trả, sao mẹ lại nói lời ly biệt hả mẹ? Mẹ ơi, bây giờ mẹ đi đâu con sẽ đi đó. Lúc nào cũng có hai mẹ con mình, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Lâm Xanh, mẹ biết, mẹ biết là con là đứa con có hiếu. Nghe lời mẹ, đem tài đức của mình giúp đời giống như cha con xưa kia. Mẹ sai rồi con ơi, mẹ sai rồi, mẹ ngăn cản tình nghĩa vợ chồng của con là mẹ sai rồi. Con hãy để cho mẹ đền tội đi Lâm Xanh, để cho mẹ đền tội Lâm Xanh ơi. Mẹ đừng có nói vậy mà mẹ, đừng nói vậy mà mẹ. Hãy để cho mẹ chết, mẹ xuống dưới suối vàng, mẹ gặp Xuân Nước, mẹ xin nó tha tội cho mẹ. Mẹ đã hại nó, mẹ đã làm mất một đứa dâu thảo, mẹ đã làm cho con mất đi một người vợ. Hãy để cho mẹ đền tội đi mà Lâm Xanh ơi, mẹ xin con mà Lâm Xanh ơi. Mẹ ơi, con đã nói với mẹ rồi, Xuân Nương sẽ không có hờn trách mẹ đâu. Cô ấy hiểu là do mẹ sợ con chia bớt tình cảm cho nàng, cho nên mẹ mới ghen ghét nàng như vậy. Không sao đâu mà mẹ. Mẹ, mẹ đứng lên đi. Con sẽ cõng mẹ đi mà. Mẹ cứ leo lên người con đi. Ông đi, cứ buông mẹ ra. Con sẽ cõng mẹ đi. Mẹ đã nói ông đi mà. Quần lên sắp tới rồi mà mẹ. Mẹ ơi. Mẹ mừng rõ con ở đây đi một mình mà.
anh. Hiền thế, nàng lại hiện về thăm ta đó à? Lâm Xanh, mẹ đâu rồi chàng? Mẹ ta đã bỏ ta đi rồi. Nàng hãy đón mẹ ta ở dưới, hãy tha thứ cho mẹ ta và nhận một lời xin lỗi của mẹ ta nha Hiền thế. Lâm Xanh, thiếp không hề oán trách mẹ. Thiếp hiểu được lòng mẹ thương con. Thiếp dội đến đây để nói với mẹ điều đó, nhưng mà không kịp nữa rồi. Hiền thế, bây giờ âm dương cách trở, ta không thể nào chăm sóc cho mẹ già. Vạn sự nhờ nàng, nàng hãy thay ta mà chăm sóc cho mẹ ta. Thiếp không thể. Tại sao chứ? Không phải nàng mới vừa nói với ta là nàng không có oán giận gì mẹ ta mà? Thiếp không thể cận kề ở bên chăm sóc mẹ được. Vì bây giờ thiếp cũng giống như chàng, cũng là người cõi dương. Nàng nói cái gì? Hiền thế, nàng vẫn còn sống sao? Nhưng mà ta nhớ nàng chết rồi mà. Thiếp nhiệm màu nào đã đem Hiền thế về cho ta vậy? Hiền thế, duyên ta chưa tròn, sao thiếp bỏ chàng đi được? Cậu, 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 cậu. Con chào nhạc phụ, chào nhạc mẫu. Bà Bính, tiểu đâu? Cậu ơi, cậu, nhà mợ với ông bà đây kịp tới trình báo lại xin miễn tội cho bà hả? Cho nên hoàng thượng ban lệnh ân xá ra pháp trường, mà lệnh ân xá chưa kịp ban tới, cậu cổng bà chạy mất tiêu à. Bà thoát án tử rồi cậu, cậu cũng không bị khép tội khi quân nữa, tụi con cũng đừng thả ra nữa. Bà đâu rồi cậu? Bà đâu cậu? Bà đã bỏ ta mà đi rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Vậy là bà đã về với đất thật rồi sao? Bà ơi, sao bà không cho con theo cùng hả bà ơi? Mẹ ơi, tôi thật có lỗi với mợ. Bà Bính, bà đừng có liên lụy như vậy. Tôi không có oán trách bà đâu. Đúng rồi, Hiền thê của ta đã bỏ tất cả và đã tha thứ cho mọi người. Thật vậy sao mợ? Mợ ơi, mợ tốt quá. Vậy mợ cho tôi theo cùng đi. Tôi thề